Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nuôi rái cá hoang dã. Là tôi mới vừa mua 3 con rái cá hoang dã này về. Thì rái cá hoang dã lần đầu tiên bạn tiếp xúc nó, đưa ngón tay thử coi. Nó rất là hung dữ đó nha. Rái cá hoang dã nó rất là hung dữ đó, thấy không? Thấy nó thật không? Bởi vậy các bạn phải mua một cái găng tay chống cắt giống như tôi nè. Để bắt nó là mình phải dùng găng tay chống cắt mà tôi đem một lúc 2 bao tay luôn. Để nó cắn mình không có bị đau, hiểu không? Thì nó cắn mình riết nó quen, nó sẽ không sợ mình nữa. Mà mình cũng không bị chảy máu. Thì rái cá hoang dã các bạn nuôi thì phải như vậy. Và tôi rất là bực mình luôn á. Mấy cái thằng bán rái cá buôn lậu này, trời ơi, tối ngày nó cứ gọi kêu tôi mua rái cá hoài à. Mà nó bán cho tôi rái cá chết mới khổ quá chứ. Nè các bạn coi nè, giờ tôi bắt rái cá ra. Lần nào tôi mua rái cá cũng toàn nhầm rái cá bị bệnh, bị chết gì đâu không à. Mà về giải cứu cho tụi nó đó. Nè. Nè. Đó, nó đưa con rái cá các bạn thấy không? Rái cá gì đâu ốm đói cái bụng mà hớp vô luôn. Chết đói á các bạn. Người ta không bao giờ mà bắt mà chừa lại rái cá, người ta bắt thận bắt diệt. Đáng lẽ bắt rái cá mà muốn bán cho người ta để kinh doanh thì ít ra cũng phải bắt một trong một cái ổ, phải chừa lại ít nhất 1 đến 2 con để cho nó sinh tồn. Còn cái này bắt hết, dọn hết ổ của người ta luôn, không để con mẹ còn con để nuôi nữa. Rồi bán cho mình rồi. Rồi để ở nhà không ai mua, rồi để cho con rái cá chết đói rồi chết. Rồi tới lúc giao mình thì mình, rồi nó chết thì mình là người thiệt thòi. Đó bởi vì các bạn không có biết là mua là bị người ta lừa. Còn tôi mua bị lừa cũng không sao. Bởi vì tôi có điều kiện tôi nuôi được. Tôi cũng đỡ đi. Rồi nó chui ra nè, nó chui ra nó khắn tôi nè. Đó. Bây giờ tôi phải cho nó bú sữa. Và đặc biệt là tụi này là tôi nhìn là thấy nó mọc răng hết rồi. Nên tôi cho nó uống sữa bằng ống chích. Sau đó tôi cho nó uống kèm theo là Smetta. Cái này là bột tiêu hóa dành cho trẻ em đó, gầm ị á, để tránh nó uống sữa vô nó bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, nó bệnh nó chết. Thì bây giờ tôi cho rái cá uống sữa đây. Các bạn nhớ nha. Thì mấy con này á là bà tập cho nó ăn hộp thức ăn luôn được rồi. Đó tôi mua thức ăn chó lại này là 16.000 một bịch nè. Chứ sữa của nó là uống là Vinamilk không được. Các bạn phải nhớ tôi dạy, hướng dẫn sao nhớ kỹ như vậy. Để biết cách nuôi rái cá. Nhìn hai con rái cá ốm đói kia là phải cho nó bú trước chứ không thôi nó chết đói. Ok, tôi tự xử đi nha. Và các bạn phải nhớ là nhớ đăng ký cái kênh YouTube mới của Tuyun á là Merman Tuyun. Đăng ký cái kênh đó bởi vì tôi sẽ đi lặn biển với nghiên cứu thế giới dưới biển á, thì tôi sử dụng kênh đó. Còn cái kênh YouTube này á thì Tuyun sẽ chia sẻ kinh nghiệm nuôi rái cá thôi, với kinh nghiệm nuôi các loại động vật khác. Dữ không? Đó, đối với những con rái cá lớn như vậy á, mình phải nuôi nhốt, không được thả ra và cho nó ăn riết. Khi nào mà nó quen mình thì thôi, nó hết hừ mình thì mình mới thả nó. Đó thì nuôi rái cá này các bạn cần phải có một cái lồng lớn, lồng nuôi chó lớn á đó. Đó, rồi cứ đái nó ỉa thì xuống cái gầm bữa lồng thì mình lau dọn mỗi ngày mình nuôi nó giống như trong lồng rồi đó. Bây giờ con này nó cũng quen, nó đang ăn hộp thức ăn quen rồi đó, mà nó còn dữ lắm nên phải nhốt nó như vậy. Rồi đây là cứt rái cá bị tiêu chảy sau khi uống sữa và tiếp xúc với môi trường của con người. Lần đầu tiên rái cá dễ bị dị ứng bởi vì những cái vi trùng ở dưới đất nó rất là dơ, nó đã bị dính tiêu chảy rồi. Nếu mà uống Smetta cũng không hiệu quả thì mình phải chích, các bạn nhớ như vậy nha. Đây là thuốc cầm mị loại đặc biệt dành cho rái cá. Ê, chích nhẹ nhẹ thôi, nó đau á. Cái loại thuốc này á, thì chỉ có chuyên dụng các bạn được cấp phép của thú y mới được sử dụng, nên tôi cũng không thể nói tên, mất công các bạn mua nhầm. Thì thú mà bị bệnh thì nói tôi biết thôi. Đó, bây giờ nó khỏe rồi nè. Easy. Khỏe không con? Hết bệnh nha. Còn đây là gel dinh dưỡng dành cho rái cá khi mà nó bị tiêu chảy. Thành bao tử của nó với ruột của nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Nếu mà mình cho nó bú sữa tiếp, cho nó ăn uống này nọ, thì nó dễ bị tổn thương và nó lủng bao tử hoặc là nó chết luôn. Đó, bởi vậy mình phải cho nó ăn gel dinh dưỡng này.